em mơ vì ngày xa xăm ta sống bên nhau, không còn cách xa, không còn mong chờ. Em mơ được ngồi bên anh tân nói với nhau bao điều, những vui buồn ta cùng trong tay nhau. Giấc mơ chỉ là giấc mơ. Thank you.
em thấy yêu thương thật quá mong manh. Người hỡi, tình mình tự như những áng mây trôi về đâu, vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu. Em lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế, dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao. Người hỡi, tình mình tự như những tháng năm kia đổi thay, hãy yêu nhau để có nhau mãi về sau. Người yêu nhé, nhìn em lần nữa, hứa một ngày sẽ mãi bên nhau, và em sẽ nhìn anh và quên hết tất cả mọi thứ. Mà sau này trong lúc Hà hát cái liên khúc của nhạc sĩ Đức Trí thì Hà mới nghĩ là bởi đời Hà chưa bao giờ mà làm một cái gì đúng như trong sách vở, học được bao nhiêu trả lại hết bấy nhiêu. À, ví dụ như học thuộc lời một cái điều gì đấy, lên sân khấu hoàn toàn nói những điều khác hẳn. Vì thế mà có lẽ là từ bây giờ đến tối nguyên một ekip chương trình phải bỏ qua cho Hà rất là nhiều lần, bởi vì Hà sẽ làm theo cách của Hà ngay từ bây giờ, sẽ không nói như những gì mà mình đã dự định nữa. Hà sẽ nói đúng cảm xúc của mình, thì từ đó Hà sẽ dùng chính cảm xúc của mình để chia sẻ với mọi người. Vì thế, hy vọng 50% đấy là của Hà, 50% còn lại
chính là mọi người như thế nào đối với Hà trong buổi tối ngày hôm nay thì Hà sẽ không biết. Cũng đã khá lâu mà Hà dự định đi ra thì Hà định hỏi là quý vị khỏe không? Lâu nay quý vị thế nào? Nhưng thực ra thì hỏi về lại là trong sách vở nên là Hà xin được nói luôn, Hà vẫn rất khỏe và... Và mỗi người thì Hà cũng vẫn đang hát bằng chính trái tim của mình như chưa bao giờ có điều gì xảy ra. Và hôm nay trong đêm nhạc này, thực ra cứ gọi đi gọi mãi vẫn là đêm nhạc, nhưng mà rất là nhiều báo chí đã ưu ái gọi là live show. Ngay cả chính Hà và ekip ai cũng hết sức là áp lực, bởi Hà muốn trong một không gian ấm cúng, ở đó những người yêu thương mình thật sự đến đây và nghe hát. Trong buổi tối ngày hôm nay, nguyên một list bài thì Hà, nhạc sĩ Hoài Sa và ekip đã lựa chọn kỹ càng. Một là những bài Hà yêu thích nhất trong sự nghiệp ca hát của mình, hai là những bài Hà rất yêu thích của những ca sĩ khác hát và Hà muốn được hát trong buổi tối ngày hôm nay. Đó cũng như một sự thể hiện tình yêu, sự ngưỡng mộ của Hà với những người đồng nghiệp, cả những đàn anh và cả những đàn em nữa. Vì thế mà Hà tin chắc là trong buổi tối này sẽ có rất là nhiều những món quà bất ngờ bằng chính những bài hát, chứ không phải bằng phi thuyền rơi xuống hay là đội từ dưới nhô lên. Tất cả chỉ là một đường đi và chỉ có một nơi để hát thôi. Và ngay bây giờ, tiếp theo, một chuỗi liên khúc của nhạc sĩ Đức Trí thì sẽ là một trong những nhạc sĩ gần như cùng thời với anh, đó chính là nhạc sĩ Thái Thịnh. Nhạc sĩ Thái Thịnh cũng giống như nhạc sĩ Đức Trí. Và cái này vỗ tay là vỗ tay cho anh Thái Thịnh hay cho Hà? Nhạc sĩ Thái Thịnh, Hà ngưỡng mộ mà Hà tin chắc có việc cũng ngưỡng mộ giống Hà, đó chính là giai điệu thì dễ nghe, nhưng mà lời ca thì rất là văn thơ nhưng lại dễ hiểu, không quá trừu tượng, không phải nghe mà phải tưởng tượng khung cảnh mà nghe phát là hiểu liền câu chuyện đấy nói là như thế nào. Và Hà, bản thân Hà thế, nếu mà đã muốn đến một nơi âm nhạc cao sang thì đi hát Bảo Thính Phòng, còn không thì tìm đến những nơi mà âm nhạc ở đó hát có thể chia sẻ được cảm xúc của mình, và khi bước ra khỏi nơi đây thì mình một là cảm thấy nhẹ nhàng hơn, hai là cảm thấy rơi vào vực thẳm. Thì nhạc sĩ Thái Thịnh, lời của anh làm cho Hà hoang mang, bởi vì hai ca khúc sau đây Hà hát sẽ là hai cảm xúc đối lập nhau. Ở đầu thì trách móc, tàn nhẫn, khóc, đau xót, nhưng rồi đến một bài khác thì lại bất chấp, và dù nó có như thế nào đi nữa thì vẫn muốn được yêu. Thành ra nhiều khi Hà cũng ngồi Hà hỏi nhạc sĩ Thái Thịnh về cuối cùng thì phụ nữ cần phải yêu như thế nào. Anh bảo yêu nào tùy bọn em. Chứ bây giờ người nào cũng đi hỏi anh như thế, anh cũng chỉ ai cũng làm giống như anh như thế thì đâu còn là cuộc sống nữa. Mỗi người sẽ là một cách khác nhau. Nhưng mà cũng đã có đôi lúc Hà rơi vào chính những cảm xúc của hai ca khúc này. Vì thế đây là hai ca khúc Hà thường xuyên hát tại phòng trà, nhưng chưa bao giờ Hà thâu âm và cho ra bất kỳ một sản phẩm nào. Chỉ có quý vị đến trong buổi tối ngày hôm nay mới lắng nghe hai ca khúc này.